một ca khúc đơn ca nào mà chị cảm thấy ưng ý nhất, chị muốn gửi đến Thu Thủy Memories? Thì bây giờ như là Trinh nói là đưa mọi người lên con thuyền của Thủy để quay trở lại về ký ức của Thủy. Thì không biết là các bạn có biết một ca khúc mà nằm trong một cái nhóm nhạc, đó là nhóm HAT. Và ca khúc này lâu lắm rồi Thủy chưa được hát, mà mỗi lần hát tới bài đó là Thủy nhớ kinh khủng khiếp. Nhớ tất cả các bạn trong nhóm, cũng như nhớ cái thời gian mình hoạt động trong nhóm. Mình đi diễn ở rất là khắp mọi miền đất nước để gặp gỡ tất cả các khán giả của mình. Ca khúc được mang tên là Anh Đó. Từ khi được ai kia ngọt ngào khẽ khẽ lời yêu, được ai kia nhẹ nhàng nâng niu chăm sóc, đánh thức con tim ngủ quên từ khi anh chia tay mối tình đầu. Từ khi được ai kia làm em bắt đầu quên, dần quên đi tình yêu ngày xưa giông tố. Thấy nhớ thấy mong người ta, lòng em yêu anh em đây cũng không ngờ. Là anh đó anh yêu, từ đâu anh đã đến, làm cho em đây vượt hết bao nhiêu khổ đau, đã giúp em thật nhiều, làm em quên buồn chán luôn, làm cho em được sống yêu thương như ngày xưa. Là anh đó anh yêu, từ khi anh đã đến, làm em yêu thêm cuộc sống, yêu luôn cả anh. Chắc chắn thật lòng rằng em mong cùng với anh, tình yêu em đầy ắp khi anh thuộc về em. Cảm ơn nhé anh. Đổi cuộc đời.